CO 201 đầu 46 hải quan chính ngạch, dọn ghim sạch đẹp từ trong ra ngoài, máy rất là ngon nha mọi người, biển số khá đẹp. Dọn zin sạch đẹp từ trong ra ngoài bằng đồ zin, biển số khá đẹp 35835. Con này thì đồ zin gần như là 100%. Mình đi con cái là cặp Tân Lan, đó là Tân Lan 2-2 nha các bạn, mà Tân Lan zin nha, chứ không phải là Tân Lan hàng lô nha. Tân Lan zin 2-2, hàng zin mới. Còn áo thì áo zin Indo, còn xe là đi đồng lỗ, cùm zin, heo zin, phuộc gấp, đồng hồ đồ zin hết. Nói chung là đồ zin cũng ở trạng thái khá là đẹp á, cùm zin chữ nổi nè, đồng hồ ba kim còn rất là đẹp, cùm zin chữ nổi, thiên zin 201, cảng zin. Nói chung là xe dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài, máy phao bao bao về là chơi thôi. Giờ là zin, heo zin, nói chung là đồ zin hết á mọi người. Còn Tân Lan thì mình đi cái Tân Lan 22 cạnh vuông, hàng Indo xịn đó, chứ không phải là hàng, không phải hàng Tân Thành nha. Cái nào mình nói rõ, ví dụ như xe 110 đi thì mình có thể dọn 22 đó, nhưng mà xe 120 thì vẫn phải dọn 22 Tân Lan zin cạnh vuông, bản cạnh vuông chữ lớn. Rồi xe sạch đẹp từ trong ra ngoài, đồ zin, anh em cảm thấy hợp nhãn hay là hợp túi tiền mình thì cứ liên hệ bên cửa hàng nha. Còn bên mình thì luôn luôn có bao thay màu áo cho các bạn thích nha. Ví dụ như xe này đang màu đỏ, bạn thích màu xanh, màu bạc, màu gì đó cứ nói cái hàng thay cho các bạn miễn phí. Biển số khá đẹp ha, 35835. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip.